Một trong những cái nguyên nhân mà các bạn mãi không khỏi mụn được đó chính là các bạn chỉ tập trung vào phục hồi mà không có bất kỳ một sản phẩm điều trị nào. Vì các bạn ấy lầm tưởng là da của mình là một cái nền da khá là nhạy cảm. Mình sẽ lấy một cái case study cho mọi người thấy. Lần đầu tiên bạn ấy đến spa của mình, bạn ấy bảo khá là nhiều mụn này. Mọi người lầm tưởng đây là một làn da nhạy cảm nên da sẽ phục hồi. Tuy nhiên thì bạn ấy là một cái nền da khá là khỏe và có mụn. Và nguyên nhân gây ra mụn của bạn ấy đó chính là do thay đổi môi trường. Bạn ấy chuyển từ Hà Nội về quê, thế là bị bùng mụn. Và bạn ấy quay trở lại Hà Nội để điều trị mụn thì cũng là loại bỏ được cái nguyên nhân. Nhưng mà mụn bạn ấy vẫn không hết và bạn ấy mới qua spa của mình điều trị. Đầu tiên là phải nhận thấy rằng là bạn có một cái nền da khá khỏe, có mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu trắng và mụn không nhân. Da của bạn ấy thì có đổ dầu nên là mình lựa chọn một sữa rửa mặt làm sạch tốt và một kem điều trị mụn chứa 5% Dapstone. Đây là một sản phẩm mà nó tổng hợp tác dụng là kháng viêm, kháng khuẩn và cải thiện được mụn trứng cá viêm và không viêm. Mình sẽ cho bạn đấy vừa chấm và vừa bôi thoa tản mặt và bổ sung thêm HA B5 và cấp ẩm cho bạn đấy và kết hợp 1 đến 2 tuần bạn qua spa làm sạch và 2-3 tuần bạn đấy peel một lần và sau 3 tháng thì da của bạn đã cải thiện hơn rất là nhiều, gần như là không còn mụn nữa, chỉ còn một vài con mụn thì mình vẫn có kê thoa cho bạn ấy những cái sản phẩm phòng chống tái phát mụn. Và trong cái quá trình mà bạn ấy điều trị mụn nhà mình ấy thì bạn ấy khá là hợp tác và bạn ấy có một cái lối sống lành mạnh và mình luôn luôn nhắc bạn ấy rằng là luôn phải có một cái tinh thần, một cái tích cực lạc quan thì da của bạn sẽ cải thiện hơn. Và đấy là một số cái chia sẻ của mình về cái trường hợp này để mọi người có thể tham khảo.